Dạ, kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn. Xin chúc cả nhà luôn sức khỏe bình an. Bây giờ Như Lan mời cả nhà cùng đi Now, dạo với Như which Lan wonder are you going to đến buy thăm something? khu Huh? chợ Just đêm Sơn Trà, wander Đà around, Nẵng. huh? Okay. Tối nay trời Now, mưa to, lot cho of nên bags cũng and hàng hóa cũng touring. bị che đầy đi rất là nhiều. Yeah. Như Lan không quay được nhiều lắm. Hôm khác đi tàn rão mà sẽ quay đầy đủ hơn ạ. Trời ơi, người bán hàng đẹp quá đi. Sao giống nghệ sĩ vậy? Bán hàng hay là nghệ sĩ? Sao giống nghệ sĩ quá à? Cô đâu có tiền đâu. Dạ, chúc 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 mấy cô chúc 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 barbecue. Oh, it's really good. Look delicious. Huh? So good, so good. Có bán hàng dễ thương quá. Thank you so much. Như Lan đưa khách ra ngắm cầu rồng ở gần chợ đêm Sơn Trà và sau đó đưa khách về khách sạn gần đó. Và trong khi chờ ông xã Như Lan đến đó thì Như Lan lại quay vào chợ vào chơi một chút đã. Cho dù trời mưa nhưng mà chợ đêm rất là đẹp. Tiếc một cái là hàng hóa bị che đi rất là nhiều, cho nên là không phong phú lắm. Dạ không ạ, không ạ. Hồi nãy Như Lan đi với khách cho nên là chưa yêu cầu cô nàng này hát. Cô hát rất là hay. Bài bông hồng cài, bông hồng cài áo đi. Mà sao bạn hát hay vậy?
Dạ. Hả? Sáng đi buôn bán chị ơi. Ừ. Dạ, mưa gió quá. Chị mình thích chị mua cái hộ nha. À rồi, ok. Bông hồng đỏ. Hồng đỏ. Áo. Những sản phẩm thủ công à, và tinh dầu thì ghi có dầu nóng và gió cho người lớn và trẻ nhỏ được cả nhà nha. Bạn rất dễ thương luôn á. Những sản phẩm thủ công nữa nè. Dạ, không đụng hàng luôn, khi mình mua mình sẽ được tặng dịch vụ ghi chữ cách tên chị mình. Màu vàng áo. Những sản phẩm thủ công à, và tinh dầu thì ghi có dầu nóng và gió cho người lớn và trẻ nhỏ được cả nhà nha. Bạn rất dễ thương luôn á. Những sản phẩm thủ công nữa nè. Dạ, không đụng hàng luôn, khi mình mua mình sẽ được tặng dịch vụ ghi chữ cách tên chị mình. Những sản phẩm đặc biệt nè, không đụng hàng luôn. Dễ thương quá. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ơi, cho những ơi đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng thương xuôi vai đây mẹ đi ta bên đi như đông hoa không mặt trời, như chết mưa không nụ cười, như đời mình không lớn không nhẹ, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Hello, mẹ mẹ là dòng suối vui dịu hiền, mẹ mẹ là bài thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quay xa quá.
smile to make life more. À vậy là Như Lan đã có một cái nón mới vỡ dòng chữ smile to make life more happy. Hãy cười đi để cho cuộc đời vui hơn, cuộc sống được vui hơn. Và đó là cái đề tài mà hầu như trên tour nào Như Lan cũng nói một chặp. À, xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Thân chúc cả nhà luôn được hạnh phúc, bình an, vàng sự cát tường. Xin hãy ủng hộ cho Như Lan đăng ký, nếu chưa đăng ký ạ. Cảm ơn. Như Lan rất cần kênh phát triển để có thêm một chút kinh phí làm từ thiện. Chia sẻ là một niềm vui của Như Lan. Thank you very much for your support to watch my video. Subscribe, like, and share. All the best wishes to you and your family. See you in the next video. Xin hẹn gặp lại quý vị trong video sau ạ. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye.